Bài này chúng ta sẽ làm quen với cái giao diện của Photoshop. Thì khi mà khởi động Photoshop, các bạn thấy nó khác Corel ở chỗ là màn hình nó màu đen. Thấy không? Ở đây nếu mà bạn nào muốn thay đổi cái màn hình theo cái phong cách hiện đại bây giờ, các phần mềm nó hay chuyển qua màn hình màu đen. Nếu các bạn muốn thay đổi, các bạn sẽ dùng lệnh này nè, Edit Reference. Các bạn chọn cho thầy là Interface. Mình dùng Ctrl K đó. Mình dùng Ctrl K ha. Mình chọn là Interface. Rồi chọn ở đây các bạn. Thấy không? Ở đây là kiểu những cái phần mềm cũ. Nhưng mà thôi, mình cứ nên làm quen dần đi. Quen dần với cái màn hình màu đen, tại vì mấy phần mềm về sau này, đặc biệt là mấy phần mềm đồ họa đó, nó chuyển qua cái phong cách màu đen ha. Đen để các cái hình ảnh mà các bạn thiết kế nó rõ hơn. Rồi, vấn đề tiếp theo là các cái thanh công cụ. Bây giờ trước hết thầy mở một số file đi. Trong Photoshop cái vùng trống này các bạn double click vào là các bạn sẽ mở được file. Đó. Cách mở thứ hai là mình sẽ sử dụng My Computer. My Computer mình kéo thả vô. Phím lá cờ với E, với chữ E. Đó. Chúng ta sẽ chọn cái hình ảnh mà chúng ta cần mở. Lúc này các bạn kéo vào. Kéo vào. Nếu mà mình bỏ trực tiếp vào file là nó sẽ chèn file. Nó sẽ chèn vào file mình đang mở. Kiểu không các bạn? Còn nếu các bạn mở như một cái file mới thì các bạn sẽ dùng, các bạn kéo lên trên thanh công cụ của Photoshop, nó hiện dấu cộng là nó mở mới, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng các cái phím để mình phóng to thu nhỏ, mình xem tài liệu. Thứ nhất là mình dùng kính lúp, giống như Corel này, mình dùng kính lúp, nó sẽ có zoom cộng, nắm kéo là phóng lớn lên. Còn zoom trừ là nó sẽ thu nhỏ lại. Được các bạn. Tuy nhiên ở đây các bạn có thể là dùng cái phương pháp hay hơn, đó là mình kéo qua phải là phóng lớn, mà kéo qua trái là thu nhỏ. Kéo phải phóng lớn, kéo trái thu nhỏ. Được không? Đó là khi mình bật cái chế độ Ruby Zoom. Trường hợp các bạn bỏ đi thì nó lại giống Corel, có nghĩa là mình vẽ cái khung, buông chuột ra, nó mới phun zoom lớn lên. Kịp không? Đó. Trên máy của bạn nào mà chữ Ruby Zoom nó bị mờ là do cái card màn hình nó không hỗ trợ. Vì thế mình phải mua cái card mới ha. Đó, còn nếu không thì cứ zoom bình thường. Rồi vấn đề tiếp theo các bạn ơi, các bạn có thể dùng phím Ctrl cộng nè. Ctrl cộng là làm gì nãy giờ mình thử rồi đấy. Phóng lớn. Ctrl trừ. Thu nhỏ. Ctrl 0. Ví dụ mình rất là lớn rồi nè, mình bấm Ctrl 0 cái. Nó vừa màn hình. Vậy là Corel là phím gì các bạn? F4 hay là Shift F4 gì đó. Nhớ không? Nó vừa màn hình. Tất cả những cái lệnh này nó nằm ở đây. View, Zoom in, Zoom out, Fit on ring. Hoặc các bạn có thể dùng Ctrl với số 1. Đó. Nó sẽ là tỷ lệ 1:1, một điểm ảnh tương ứng với một điểm ảnh trên màn hình ha. Nó gần với Ctrl 0. Rồi. Phím tiếp theo là phím gì các bạn? Ctrl Tab. Nó làm gì vậy? Nó chọn các cái file đang mở. Chọn các cái tab đang mở đó. Ctrl Shift Tab. Chọn ngược lại. Ctrl Tab là chọn mấy cái file kế phía sau. Ctrl Shift Tab là chọn file kế phía trước. Được không? Vậy thôi, nhớ cho thầy phím Ctrl Tab là được rồi. Còn ai không nhớ thì phải click ở đây. Rồi. Thêm một cái phím nữa, đó là khi mà mình zoom lớn lên rồi đó, mình giữ bay, mình kéo đi. Làm gì các bạn? Dời cái vùng nhìn. Mình muốn nhìn chỗ khác, mình muốn xem chỗ khác. Phím bay kéo chuột dời vùng nhìn.
Nếu các bạn bấm nó Ctrl 0, dời được không? Không được, tại vì nó vừa màn hình rồi. Được chưa nè? Rồi tiếp tục các bạn ơi, các bạn muốn ẩn bớt các cái thanh công cụ bên phải đi. Các bạn dùng phím Shift Tab. Shift Tab ẩn hết cột bên phải. Muốn hiện lại bấm gì? Shift Tab một lần nữa. Được không? Shift Tab là ẩn các cái cột bên phải thôi. Còn phím Tab là làm gì? Tab làm gì các bạn? Ẩn hết các cái thanh công cụ. Phím Tab nè, ẩn hết các cái thanh công cụ. Còn phím F. Phím F các bạn. Phím F làm gì? Full màn hình. Full màn hình. Trong Corel nó là phím F9 đó, thì đây nó sẽ là phím F. Đó, phím F full màn hình. Thường các bạn đi vào các cái tiệm ảnh á, nhiều khi mình đang học Photoshop, mình vô mình cũng muốn coi. Coi người ta làm gì, người ta toàn là người ta để full màn hình hết. Đó. Ta làm việc không phải là người ta giấu các bạn, mà vấn đề là để full màn hình người ta sẽ làm việc nó thoải mái hơn. Nó rộng rãi để cho người ta làm. Trong Photoshop nó cho phép chúng ta làm việc ở chế độ full màn hình. Đó. Còn Corel thì sao các bạn? Full màn hình nó không cho làm nha. Vậy là ở đây mình chấm mụn, mình ghép ảnh gì đó, ghép bình thường ha. Ví dụ tạo vùng tròn này. Ví dụ tạo vùng tròn bằng lasso. Dĩ nhiên lúc đó các bạn phải quen rồi nha. Còn chưa quen thì làm ơn hiện cái màn hình lên mà làm, đúng không? Chứ không có ngồi mò được ha. Rồi bên cạnh đó thì các bạn cũng phải quan sát các cái kiểu màn hình của Photoshop. Thì chúng ta sẽ thay đổi kiểu ở đây. Đó, ví dụ như là chuyên về gõ chữ, chuyên về định dạng văn bản là mình chuyển qua typography. Thay vì mình phải bật lên từng bảng phông chữ rồi canh lề gì đó, đây nó có trả tờ ba ráp luôn. Đó, hoặc là mình chuyên vẽ là mình qua painting là nó sẽ có cọ và nét cọ cho mình vẽ. Có bảng màu cho mình chọn. Ha. Đó, còn mặc định là mình để đó. Kịp chưa? Tiếp theo các bạn ghi luôn cho thầy cái lệnh này. Đó là Windows Workbay. À xin lỗi, đây, cái Workbay là ở chỗ này các bạn, các cái kiểu màn hình. Mình chọn là Windows Arrange. Arrange ví dụ đây thầy chọn là For Up. Các bạn coi cái đã rồi ghi sao ha. For Up là nó hiển thị 4 hình. Thầy chọn là Arrange Title. Hiện hết. Có bao nhiêu hiện hết. Arrange. Chọn là Control On to Tab. Có nghĩa là hiện thị theo kiểu mặc định đó, nó hiện trên các cái tab. Vậy đó là gì các bạn? Mấy anh này gọi là gì? Kiểu trình bày. Kiểu trình bày các cái file. Đó, mình có thể chuyển qua chuyển lại để làm sao đó cho thuận tiện mình làm việc. Windows Arrange. Đó. Trong trường hợp mình cần ghép nhiều hình lại với nhau thì mình nên chọn cái kiểu title. Còn số hình ảnh của các bạn ít thì mình có thể chọn những cái phía trên. Đó. Được chưa này?